Và như vậy là trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã cho trận đấu được bắt đầu. Khá đông các cổ động viên của Hoàng Anh Gia Lai đã theo chân đội bóng này ra Bắc để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Dương Minh Đình. Dứt điểm, tỷ số được mở dành cho đội chủ nhà Hải Phòng. Người ghi bàn đó là Joseph Mpade. Một pha bóng tưởng chừng không có gì là nguy hiểm, nhưng sức vóc của Mpade cùng với pha cài người kín kẽ đã giúp cho tiền đạo này, giúp cho Hải Phòng vượt lên dẫn trước từ khá sớm. Đây mới là phút thứ 8. Bàn thắng đầu tiên của Mpade cho Hải Phòng ở mùa giải năm nay. Những lời động viên của huấn luyện viên Dương Minh Ninh dành cho các học trò. Nhưng chúng ta cùng xem lại tình huống này. Nguyễn Vũ Hoàng Dương chuyền đầu cho Mpade. Một pha cài người rất hay của tiền đạo này đã đánh bại Nguyễn Hữu Anh Tài. Một pha dứt điểm chéo góc rất khó. Và Siết Mằn chỉ còn cách đứng nhìn bóng bay vào lưới. Rất cơ bản. Hãm bóng bằng ngực, sau đó là tì đè và dứt điểm qua hai chân của Nguyễn Hữu Anh Tài. Khả năng sẽ là một cú đá thẳng. Rất căng, bóng đập cột dọc. Suýt chút nữa Hoàng Anh Gia Lai đã để thua bàn thua thứ hai. Doãn Ngọc Tân là người áp sát sau đó, nhưng Siesman đã làm chủ tình hình. Một cú đá phạt rất tốt của Đình Bảo. Lực đi rất tốt và vòng qua hàng rào của Hoàng Anh Gia Lai. Khi phải nhận bàn thua thì đội khách đang rất cố gắng để có những pha phối hợp lên phía trên dành cho bộ ba Trần Minh Vương, Trevor Watts và Nguyễn Văn Toàn. Đường chuyền hơi mạnh của Lê Văn Sơn dành cho Nguyễn Văn Toàn. Đây là trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng có mặt trên khán đài Sơn La Chay để theo dõi Hoàng Anh Gia Lai thi đấu. Rất nguy hiểm. Đã có lỗi của Joseph Mpade. Wenger Siepman đã không thể bắt gọn trái bóng ở nhịp đầu tiên. Một pha đá phạt góc rất khó chịu của Đình Bảo. Trước đó bóng đã chạm đầu của Lê Phạm Thành Long. Lại là một đường chuyền dài không hợp lý của Triệu Việt Hưng. Rõ ràng là Nguyễn Phong Hồng Duy rất khó để có thể băng xuống nhận bóng trong tình huống vừa rồi. Minh Vương. Pha băng xa đấm bóng của Nguyễn Văn Toàn. Triệu Việt Hưng. Triệu Việt Hưng che người để lấy một quả ném biên. Một pha tước bóng rất kỹ thuật của Trần Minh Vương. Bóng vừa rồi đã chạm đầu của Adriano Smith. Trevor Watts đã có hai bàn thắng cho đội bóng Phố Núi. Rất nguy hiểm. Một pha phối hợp không tốt giữa thủ môn Nguyễn Văn Toàn và Adriano Smith. Đã không có sự liên lạc giữa hai cầu thủ này. Rất nguy hiểm. Những pha đá phạt góc và tạt bóng rất đa dạng của Trần Minh Vương. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Lần này là ở cột xa. Bóng khẽ chạm xà ngang. Những quả tạt của Minh Vương tỏ ra rất nguy hiểm và khó lường. Lê Phạm Thành Long. Đường chuyền dài cho Diego Fagan. Rất khỏe. Phản công dành cho Hoàng Anh Gia Lai. Trevor Watts và Doãn Ngọc Tân. Rất kịp thời. Pha truy cản rất tốt của Adriano Schmidt. Bọc lót rất tốt dành cho các đồng đội. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Khi Trevor Watts vừa vượt qua được Nguyễn Văn Hạnh thì ngay lập tức Adriano Schmidt đã có mặt đúng lúc. Ít phút vừa qua thì những pha lên bóng của Hoàng Anh Gia Lai chủ yếu diễn ra bên phía cánh trái với sự góp mặt của Nguyễn Phong Mộc Duy và Minh Vương. Đường chuyền của Minh Vương dành cho Văn Toàn.
Lại thêm một pha băng ra bắt bóng rất chính xác của Nguyễn Văn Toàn. Như thường lệ thì Văn Toàn rất nhanh và rất mạnh trong những pha thoát xuống. Đường chuyền rất tốt của Minh Vương. Thêm một lần nữa thì Nguyễn Văn Toàn đã đọc tình huống tốt và băng ra bắt gọn trái bóng trước mũi giày của Nguyễn Văn Toàn. Sau đó là một pha sóng gió của Hoàng Anh Gia Lai. Lê Văn Sơn, Văn Toàn rất kỹ thuật. Trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Một pha ngoặt bóng kỹ thuật của Văn Toàn. Và trọng tài xác định lỗi thuộc về Nguyễn Đình Bảo. Có thể thổi phạt đền trong tình huống này. Một pha quạt trôi rất tốt của Nguyễn Văn Toàn. Và rõ ràng ban huấn luyện của Hải Phòng không hài lòng với cái cách mà Đình Bảo phòng ngự. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Rõ ràng đó là một pha ngoắc chân. Một quyết định thổi phạt đền chính xác của trọng tài Hoàng Ngọc Hà. Văn Toàn không vào, rất đáng tiếc. Một cơ hội 10-10 đã để bỏ lỡ bởi Văn Toàn. Một pha dứt điểm rất quyết đoán. Tuy nhiên Văn Toàn đã cho thấy một phong độ rất cao trong trận đấu ngày hôm nay. Rất đáng tiếc Văn Toàn đã bỏ lỡ cơ hội san bằng tỷ số, đồng thời nâng con số bàn thắng của mình lên con số 3. Một quả đá phạt góc dành cho Hoàng Anh Gia Lai. Hơi sâu. Rõ ràng ngày hôm nay thủ môn Nguyễn Văn Toàn đang trình diễn một phong độ rất ấn tượng. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Chút xả rất căng, rất đẹp mắt. Một pha bay người cản phá của Siasman. Vừa rồi là pha dứt điểm rất căng của Nguyễn Hữu Phúc. Một pha dứt điểm từ khá xa. Bóng đi vào góc cao nhưng tài năng của thủ môn Siasman đã giúp cho Hoàng Anh Gia Lai không phải nhận bàn thua thứ hai. Pha lên tham gia tấn công của trung vệ Smith. Joseph Epade. Pha xử lý không tốt vừa rồi của Trương Trọng Sáng. Bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của Hải Phòng. Diego Fagan. Sút xa, rất căng. Một pha dứt điểm từ rất xa của Fagan. Và thêm một lần nữa, Wenger Shipman đã phải trổ tài. Một pha bay người rất đẹp mắt. Lê Văn Sơn, Văn Toàn. Những pha di chuyển không bóng rất hay của Văn Toàn. Vẫn đang là Văn Toàn. Không thể thực hiện một đường căng ngang vào phía trong. Nhưng sẽ có phạt góc dành cho Hoàng Anh Gia Lai. Hồng Duy rất nguy hiểm. Đình Bảo. Bóng đã được phá lên, cơ hội dành cho Hải Phòng. Phản công dành cho đội chủ nhà. Adriano Schmidt. Đình Bảo. Chỉ có hai cầu thủ Hải Phòng trong tình huống vừa rồi. Sút xa rất căng. Vương Quốc Trung là người tung ra cú sút xa vừa rồi, một cú sút đầy uy lực. Hải Phòng rất sắc sảo trong những pha phản công. Chúng ta cùng xem lại cú sút rất căng của Vương Quốc Trung. Diego Fagan chủ động bỏ bóng để tránh lỗi việt vị. Đình Bảo rất nguy hiểm, bóng trúng cột dọc. Nhưng đã có lỗi việt vị của Diego Fagan. Rất nguy hiểm. Rõ ràng trong bóng đá sau khi gặp phải một chấn thương rất nặng. Tốc độ của Văn Toàn. Trọng tài xác định lỗi thuộc về Adriano Schmidt. Tốc độ của Văn Toàn đã vượt qua được Schmidt.
Đây là phút thứ 88. Nguyễn Phong Mộc Duy rất nguy hiểm, lại là một pha cứu thua của Nguyễn Văn Toàn. Pha đấm bóng đi vào sàng ngang của Văn Toàn. Sẽ có một quả đá phạt góc dành cho Hoàng Anh Gia Lai. Chúng ta cùng xem lại quả phá phạt rất tốt của Nguyễn Phong Mộc Duy. Pha xử lý của Lâm Quý. Đây là Doãn Ngọc Tân. Đường chuyền khoảng trống rất hay của Ngọc Tân dành cho Lâm Quý. Đưa bóng về phía cột góc. Tuấn Anh đã không thể khống chế được đường chuyền của Lê Đức Lương. Trận đấu đã bước vào phút bù giờ cuối cùng. Diego Fagan rất khôn ngoan. Sẽ có một quả đá phạt góc dành cho đội chủ nhà Hải Phòng. Hải Phòng đang làm mọi cách để kéo dài thời gian. Tiếp tục là một quả đá phạt góc nữa. Đã hết thời gian bù giờ. Chiến thắng chỉ còn cách Hải Phòng vài giây nữa thôi. Có lẽ hy vọng đã hết đối với Hoàng Anh Gia Lai. Và sẽ thêm một trận thắng nữa dành cho thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Phút thứ 95. Có được 3 điểm trong trận đấu ngày hôm nay, Hải Phòng sẽ có 9 điểm. Và đúng lúc này trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã nổi tiếng còi kết thúc 90 phút thi đấu trên sân Lạch Tray. Một trận thua đầy đáng tiếc của thầy trò huấn luyện viên Dương Minh Ninh. Họ thi đấu không quá lép vế trước Hải Phòng và chỉ thiếu may mắn thôi. Hoàng Anh Gia Lai mới phải chấp nhận một trận thua trong trận đấu ngày hôm nay. Joseph